trong cái trường hợp ở uh, câu hỏi này của bạn uh, Đức Phạm Văn ấy là các bạn hỏi rằng đây là tôi trả lời theo kinh nghiệm của tôi nha nó không có đúng với sai nó chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi bạn có thể áp dụng hoặc không áp dụng nhá miễn bàn đến cái việc là đúng hay sai ở đây nha tại vì mỗi một người có cái trải nghiệm khác nhau thì câu hỏi của bạn là uh, Phạm Văn Đức nhá uh, cái câu hỏi của bạn như sau này câu hỏi của bạn Phạm Đức Phạm Văn Đức này thứ nhất là gà chảy nước mũi đúng không ạ gà chảy nước mũi gà chảy nước mũi này Và. Gà chảy nước mũi kết hợp với cái thứ hai là sưng phù đầu, đó Sưng phù đầu. Vậy thì khi mà gà chảy nước mũi sưng phù đầu ấy, thì tôi gọi nó là à, nếu mà đúng nói đúng hơn ấy, thì gà chảy nước mũi đặc, đâu? Gà chảy nước mũi đặc này, đấy. Mà kết hợp với sưng phù đầu thì nó gọi là bệnh này là bệnh coriza nhá, nó gọi là coriza. Vậy thì với bệnh coriza thì chúng ta sẽ điều trị như sau. À, đầu tiên này chúng ta phải quan sát này Chúng ta phải quan sát Xem tỷ lệ trong đàn nó bị bao nhiêu được ạ Quan sát tỷ lệ trong đàn Quan sát tỷ lệ trong đàn gà nó bị bao nhiêu Tôi ví dụ nếu mà nó bị tỷ lệ ít này Tỷ lệ ít được ạ Thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp là tách không? Tách gà bệnh Tách gà bệnh Sau đó chúng ta sẽ dùng cái bộ tiêm KS1000 dùng bộ tiêm KF 1000 để chúng ta tiêm nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho uống cái c pha đông này. Chúng ta sẽ cho uống C-phá độc cộng với là dipiron cũng được đúng không? Dipiron. thì đấy là cái cách mà đầu tiên ấy, chúng ta xem cái tỷ lệ đàn nếu mà nó ít ấy, tức là gà nó bị bệnh ít thì chúng ta sẽ tách nhá. nhớ này chỗ này là tách gà bệnh này. Sau đó sử dụng KF 1000 tiêm cộng với là c pha độc cộng dipiron cho bọn gà để uống thì nó sẽ khỏi. rồi ok. trường hợp thứ hai này là nếu mà tỷ lệ gà trường hợp thứ hai này tỷ lệ nhá tỷ lệ bệnh không? À, mà nó lớn hơn 15 lớn hơn 15 trong đàn không? À, thì chúng ta sẽ sử dụng à, chúng ta sẽ tiêm sẽ tiêm toàn đàn chúng ta sẽ tiêm toàn đàn mà tiêm bằng cái gì chúng ta vẫn sử dụng à, bộ tiêm KS 1000 bộ tiêm KS 1000 của Big Boss nhé chúng ta sẽ sử dụng bộ tiêm 1 1000 của Big Boss. Mình tiêm một mũi duy nhất thôi. Sau đấy chúng ta vẫn sử dụng cái thuốc thứ hai là cái C pha không? C pha độc các bạn kết hợp mới là cái dp uh, uh, Dipiron không? C kết hợp với Dipiron để các bạn uh, uh, sử dụng cho đàn gà nhà mình nhá. Ok, Đấy là trường hợp số 1 tôi nói đây các bạn nhìn lại này. Nếu mà nó chảy nước mũi đặc nhá. Ok. Cộng với sưng phù đầu thì các bạn có thể chẩn đoán nó là Coriza theo cái quan niệm của tôi cái kinh nghiệm của tôi thôi thì nó bị uh, ra được chưa Vậy thì chúng ta sẽ quan sát tỉ lệ trong đàn mà nó ít thì chúng ta tách gà bệnh ra và chúng ta điều trị uh, điều trị nhóm thôi. Còn nếu mà tỉ lệ bệnh mà nó lớn hơn 15% thì chúng ta tiêm toàn đàn, một 1000 cộng menad cộng divron. Rồi, cái trường hợp thứ hai nhá, nó chảy nước mũi trong này. Ok, chảy mũi trong. Chảy mũi trong này cộng với là phù đầu này chảy mũi trong cộng với phù đầu nhá cộng với cái việc sốt này không thì tôi có thể chuẩn đoán cái trường hợp này có khả năng là nó nhiễm cái bệnh uh, AVP nhá tôi gọi là cái bệnh này nó khả năng nó nhiễm A này PP này cộng với là INT không? có thể nó bị APP cộng với INT thì trong cái trường hợp này các bạn sẽ điều trị như sau này đầu tiên đấy à, các bạn sẽ điều trị nhá chúng ta sẽ điều trị như sau các bạn mua cho tôi cái INT nhá và APP này APV của châu âu nha các bạn nhớ mua của châu âu tại vì châu âu với châu á nó khác nhau ở cái chất bổ trợ thôi nó đỡ phản ứng bây chưa sau đó các bạn cộng thêm cho tôi cái dipiron cái dipiron sau khi các bạn trộn cái int cộng với abb cộng dipiron chúng ta sẽ nhỏ vào mắt nhá nhỏ vào mắt này rồi nếu mà gà mà nhỏ hơn một cân này gà nhỏ nhỏ hơn 1 kg thì các bạn nhỏ một mắt nhé rồi nếu mà gà mà nó lớn hơn lớn hơn 1 kg thì các bạn phải nhỏ hai mắt rồi nếu mà các bạn áp dụng đúng theo công thức này ấy, thì sau khoảng tầm 2 giờ con gà nó sẽ hết triệu chứng nhé 2 giờ sau là gà nó hết triệu chứng này gà nó hết triệu chứng. Và sau khi 2 giờ sau gà hết triệu chứng thì các bạn lại cho nó uống C pha đốc này. À, kết hợp với nào? À, Dipiron. Đây các bạn cho cái phác đồ này nó dùng khoảng tầm 3 đến 5 ngày thôi. Thì gà nhà mình nó lại đẹp như tranh nhá. Ok rồi, cảm ơn uh, bạn Phạm Văn Đức hỏi một câu hỏi cũng khá tuyệt vời để khiến cho tôi phải lục kiến thức lại bởi mấy cái tảng